thành ra chưa có thuần. Cho nên chúng ta cần phải tu làm thế nào mà lúc nào cũng là tâm Phật, thì đó là Phật bản lai đấy. Cái bản lai tâm chúng ta nó hiện, nó làm chủ cuộc đời, lấy tinh thần làm chủ mới màu. Lúc đó thì đó là niệm Phật, là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Cái điều quan trọng vô cùng của mấy câu đoạn văn mà Đức Thầy khai thị này nè, quý vị đâu nghe đọc lại nghe, rồi quý vị chú ý nghe. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, tức là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật không phải là trì danh Nam Mô Di Đà Phật sáu chữ, mà Nam Mô Di Đà Phật có niệm nương vào sáu chữ đó để trở lại cái bản thể thanh tịnh của mình, thành ra niệm Phật đó gọi là niệm Phật bản lai. Thế thì từ cái sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật đó mà cái niệm đó nó lắng trở lại trong, nó thể hiện được thanh tịnh. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, để lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh. Đấy, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Quý vị gạch đích dùng cái một đoạn nghe giùm tôi. Mà bây giờ quý vị kiểm tra lại coi, hồi đó giờ mình niệm Phật còn nhiễm không? Còn trượt nhiễm trần ai không? Năm cái món dục gọi là ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy, có dính cái nào không? Có không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, hôm nay là chương trình chúng ta là giải đáp những nghi vấn trong giáo lý. Vậy nói nãy không nghe cái không kịp. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh đó phải không? Cái đó là cái đỉnh cao. Cái đó là cái điểm tối cao của niệm Phật, gọi là niệm Phật thật tướng. Còn hiện tại chúng ta đang niệm Phật này là ngồi đây đó là niệm Phật trì danh. Chúng ta niệm Phật trì danh mà xin hỏi thăm coi xong chưa? Có trì danh mà có khi nhớ không? Khi nhớ hay quên? Có nhớ hoài không hay có quên? Trì danh là nhớ tên niệm Phật hoài. Chúng ta đang niệm Phật trì danh nghe đồng đạo, chưa có vào thật tướng đâu. Còn câu đạo hỏi tôi là thật tướng niệm Phật đây. Thưa quý vị, chúng ta hãy làm những cái gì dễ làm trước đi. Bài toán đó, bài thi đó của học trò đó, ra 10 câu hỏi mà câu hỏi đầu dễ mình làm trước có điểm đi, ít thì có điểm. Còn mình lựa mấy câu khó mình làm đó, làm được ngậm viết hoài tới gần cứng nạp bài không có điểm nào hết trơn. Niệm Phật bản lai là đỉnh cao của niệm Phật, tối đa của niệm Phật, tức là tối cao của niệm Phật. Niệm Phật đó không niệm mà có niệm, không có trì danh, không có khởi niệm mà là niệm Phật nó có. Đó là một trình độ giác ngộ rất là cao, một trình độ tâm thức rất là cao, gọi là niệm Phật bản lai. Bởi vì Đức Thầy dạy không phải dạy thấp, mà dạy từ thấp lên cao. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Đấy, thì niệm Phật bản lai là niệm Phật mà làm thế nào mình trở lại cái bản lai tâm của mình cho có Phật. Chứ thật ra Phật không ở đâu mà có chứ không, không ở đâu mà đem vô đem ra, mà Phật có sẵn trong lòng mình. Đó là bản lai tâm của mình, là Phật, Phật tánh của mình. Mà nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật như nhau. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thể hiện được Phật tánh là bởi vì vọng duyên ô nhiễm chúng ta, các căn nhiễm các trần, và ý thức xen vào nó làm thành ngã ái chấp tàn, rồi chúng ta đưa cái bản ngã ra, rồi nó biến dạng hết trơn hết trọi. Tất cả tâm chúng ta là vọng duyên, tâm vọng duyên hết pin rồi. Tâm vọng duyên cho nên nó không có thể hiện được cái bản lai thanh tịnh của mình, mà chúng ta sống bằng cái vọng giả không à. Bây giờ niệm Phật là quay lại cái bản thể thanh tịnh đó, gọi là niệm Phật bản lai. Bản là căn gốc, lai là cái vốn có của nó. Bản lai là cái Phật tánh thanh tịnh vốn sẵn hằng nhiên từ bấy lâu nay nó có sẵn đó, gọi là bản lai. Đấy, vậy thì đồng đạo hỏi niệm Phật bản lai là niệm Phật như vậy đấy. Khi mà chúng ta trì danh rồi đó, mà đã thuần rồi đó, thì chúng ta đi vào bản lai một cách tự nhiên thôi.
Còn nếu mà trì danh chưa xong mà nói tới bản lai thì đó là mình nói hoa, nó không có đâu. Bởi vì niệm Phật mà khi nhớ khi quên đây nè, có khi mà nổi tâm bành lục tặc hoài, Phật không hiện mà ma nó nhảy ra tùm lum, thì vậy mà làm bản lai cái nỗi gì. Cho nên khi mà chúng ta hành đạo mà chúng ta chưa đạt đến cảnh giới của thanh tịnh thì chúng ta khó mà thể hiện được bản lai diện mục lắm. Cho nên bây giờ chúng ta hãy niệm Phật trì danh đi cái đã. Đức thầy biểu trì tâm thì quái trôi đó, ý là trì danh mà không có người đó đâm đó. Thành ra giờ trốn ra trì danh đi, chúng ta niệm Phật đi, niệm đến lúc nào đó nó thuần đi tự nhiên cái niệm Phật này nó tới à. Cái đó nó tự nhiên nó tới, giống như cái người đào giếng vậy đó. Người ta mới vừa xách xì ông xuống ra đào giếng, người ta nói ủa mặt trăng á nó hiện với mặt giếng đẹp quá, mà tôi thấy đẹp quá cho nên tôi mới đào giếng, mà sao đào hoài không thấy mặt trăng. Mới đào con khúc rồi xuống chừng thước à, đòi mặt trăng hiện trong rồi, mà cứ mâm mỏi hoài, mà càm làm càm ràm hoài vậy đó. Sao mà giếng của ta có trăng, giếng tôi có trăng, cứ vừa đào mà vừa mâm mỏi vậy đó, thì đó là vọng đấy. Cho nên người xưa mới nói rằng khai trì, tức là đào giếng á, khai trì bất đãi nguyệt, đào gì đào ao đừng có mong trăng đến, ao mình thành thì tự nhiên trăng nó hiện liền. Khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Vậy thì cái công trình tu của chúng ta cũng vậy, giống như người đào ao vậy. Tức là chúng ta thực hiện giữ giới hạnh trang nghiêm, chúng ta thực hành theo giáo lý của thầy dạy rất là kỹ lưỡng đi, thì tự nhiên cái niệm Phật bản lai tới. Bởi vì niệm Phật bản lai là cái niệm mà hiện bản lai tâm của Phật hiện ra, đó là ráng tu đem được Phật vào trong tâm, thì lúc đó bản lai diện mục hiện là tâm Phật. Mà đi đâu cũng có tâm Phật, mà cái bản lai tâm nó hiện rồi thì nó không có khi dày khi khác. Còn mình bây giờ có lúc mà Phật cũng hiện phải không sao? Có lúc Phật cũng hiện hiền lắm, êm trời lắm, mà có lúc ma nó hiện, có không? Có lúc ma nó hiện lên cái mặt cũng gạo đeo kỳ lắm, nói chuyện khó nghe lắm. Cái khi này khi Phật khi ma, thành ra chưa có thuần. Cho nên chúng ta cần phải tu làm thế nào mà lúc nào cũng là tâm Phật, thì đó là Phật bản lai đấy. Cái bản lai tâm chúng ta nó hiện, nó làm chủ cuộc đời, lấy tinh thần làm chủ mới màu. Lúc đó thì đó là niệm Phật, là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Cái điều quan trọng vô cùng của một câu đoạn văn mà Đức Thầy khai thị này nè, quý vị nghe đọc lại nghe, rồi quý vị chú ý nghe. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật. Tức là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật không phải là trì danh Nam Mô Di Đà Phật sáu chữ, mà Nam Mô Di Đà Phật có niệm nương vào sáu chữ đó để trở lại cái bản thể thanh tịnh của mình, thành ra niệm Phật đó gọi là niệm Phật bản lai. Vậy thì từ cái sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật đó mà cái niệm đó nó lắng trở lại trong, nó thể hiện được thanh tịnh. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, để lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh. Đấy, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Quý vị gạch đích dùng cái một đoạn ngắn giùm tôi. Mà bây giờ quý vị kiểm tra lại coi, hồi đó giờ mình niệm Phật còn nhiễm không? Còn trượt nhiễm trần ai không? Năm cái món dục gọi là ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy, có dính cái nào không? Có không? Dính hết trơn à, hết rồi dính hết trơn á. Quý vị hơi nhiễm như vậy đó, rồi gọi là làm sao mà làm bản lai hiện cho được, phải không? Cho nên chúng ta vẫn còn trượt nhiễm trần ai, tức là chúng ta niệm Phật, quá trình niệm Phật chúng ta chưa có thành công đâu. Niệm tới chừng nào mà Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta không có niệm gì hết, mà tiếng niệm Phật ở trong lòng niệm ra đâu, quý vị lâu lâu quý vị trì danh tu thời gian đi rồi sẽ thấy cái đó. Trong giấc ngủ, khi vào ngủ, thay vì nếu không tu đó, vào đó cái nhớ này nhớ kia, ôn cái này ôn nọ, tưởng này tưởng kia đủ thứ. Nhưng mà cái người mà hành đạo chuyên nghiệp đó, vào đó là định tâm niệm Phật, rồi ngủ nào cũng hay, thấy không? Không có một niệm gì xen vô ngoài Nam Mô Di Đà Phật. Và khi giật mình thức dậy thì không có khởi niệm, mà tự động Nam Mô Di Đà Phật ở đâu trong bụng niệm ra. Cái đó đó là cái bản lai tâm của chúng ta đã hiện đây. Quý vị giữ được cái đó đều đặn trong suốt cuộc sống quý vị, đó là niệm Phật bản lai đấy. Tức là không có niệm mà tự niệm. Cái này nó cao lắm, nó khó lắm, nó đòi hỏi mình lớn lắm. Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được đấy, nhưng mà nó đòi hỏi một công phu. Mà cái này không phải nói mà được. Bây giờ tôi nói cái gì nó cũng không được hết trơn. Bởi vì
Chỉ có người hành giả tự tu đi rồi tự biết cái đó, chứ không có ai mà nói sao mà hiểu được cái trạng thái đó đâu. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn sầu riêng, tôi hỏi sầu riêng cái mùi nó sao ta, giải thích cho tôi nghe coi, đừng tôi mua tôi ăn đi. Thì cái người ăn sầu riêng nói thật nó ngọt lắm. Nó ngọt thì giống được, mà sầu riêng ngọt đâu phải giống được, nó thơm lắm. Thơm, mít cũng thơm, thì giống mít không? Không phải. Mình hỏi một đống cái là không phải, mà nói thơm lắm, ngọt lắm, nói vậy thôi à. Rồi cái cuối cùng nó ngon dữ lắm. Ngon vậy thôi chứ không biết ngon sao. Làm sao mình giải thích được cái ngon của cái sầu riêng với người khác mà người ta cảm nhận bằng ngôn ngữ. Chỉ con nước á, ngắt cái muối sầu riêng đưa cho ông này, ông ơi ăn đi ông. Vậy người ta ăn sầu riêng cho người ta biết nó ngon vậy đấy, đúng không? Thì sự tu hành chứng ngộ nó cũng vậy đấy. Ở đây mà giải hoài thì nó cũng là ngôn ngữ, nó không bao giờ giải thích được cái mà chúng ta phải ăn cái muối sầu riêng. Sự chứng ngộ là tự lòng chứng ngộ mới hiểu được, chứ không có thể ai giải thích được. Cái đó là đỉnh cao của Phật học đấy. Còn chúng ta đây Đức Thầy dạy mình là toàn là phương tiện không mà quý vị à. Những cái thấp thỏm gần nhất chúng ta trao đổi với nhau là những cái phương tiện pháp. Chúng ta lo những cái phương tiện này cho rồi nè, cúng lại ha. Cúng sao cho thanh tịnh nè. Rồi ăn chay làm sao cho nó trở về tâm. Rồi chúng ta làm lành thế nào mà không bị kẹt nhân ngã, làm phước, làm doan, vân vân. Tất cả những cái đó là những cái phương tiện pháp, những quyền pháp thâm trầm. Tất cả những cái đó đó, nó trang trí, nó tô bồi cho một cái con đường thật tướng ở bên sau. Mà cái đó, khi mà đến đó rồi đó thì không có nói bằng lời được. Đại khái là như vậy đó, cho nên niệm Phật bản lai là cái đỉnh cuối cùng đó đồng đạo. Chúng ta phải ráng niệm Phật trì danh cho tốt đi, rồi lần cái bản lai nó tới. Chứ không biết sao giải thích cái đó đâu. Đến đây xin hết. Nhưng mà để thay đổi cái bầu không khí, buổi chiều tôi thấy hình như nó dễ ngủ lắm phải không? Quý vị chuẩn bị, tôi kể quý vị nghe câu chuyện. Và câu chuyện nó là một câu hỏi, một câu đố, một câu đố chữ mà để bữa nay quý vị sinh hoạt. Bây giờ ngồi xong là bắt đầu phải nằm rồi, mấy bà lão rồi mình thấy đoạn trường không? Tức là cái buổi chiều nó quải dữ lắm. Mình thành ra bây giờ trước khi giải đáp nguyên vấn giáo lý thì kể thì nghe câu chuyện nha. Câu đố quý vị tập trung nha. Bây giờ đố đố chữ thôi. Nó có một cái anh học trò này đi thi, nhưng mà dáng dấp học trò đó là nghèo, không có tiểu đồng đi theo đâu, đi có mình à. Đi người ta đi đường cái quan, đi xe, đi ngựa rồi. Ngồi y thì nghèo quá và không có tiền cho nên đi tắt đường đồng. Đi ngang qua một thửa ruộng của ông nhà nông. Quý vị theo dõi nha, cái đề tài này nó hay lắm đấy. Thật ra nói câu đố chứ đây là một đề tài, một triết lý đạo đức đấy. Thì đi ngang cái anh ông nhà nông, ông nhà nông ông dòm dòm, ông nói chà, bộ tướng này học trò. Ê, ghé coi, nghỉ mát có cái cây gáo nè, ghé nghỉ mát uống nước. Thì cũng mệt lắm rồi, nghe ông nhà nông mời vậy thì ghé vô, ngồi uống chút nước cho nó khỏe một chút rồi đi. Thì ông nhà nông này ông dừng trâu lại, ông mới ngưng cài, ông mới vô góc gáo, ông mới nói ta thấy ngươi là dáng dấp học trò đi thi phải không? Nói dạ. Bác có ánh mắt tinh đời quá, bác dòm bác biết liền. Đúng như vậy bác à, con đi thi khoa này. Thôi thi thì thi, nhưng mà tôi có cái đề tài này nè, tôi đưa lên mà nếu cậu đó mà đối được hay là giải được, đối không được thì cũng phải giải được thì mới quả mai đi thi được, còn nếu không được thì thôi trở về đi hả. Thưa quý vị, cái quan điểm hồi xưa đó, người ta nói nhất sĩ nhì nông tam công tứ thương, tức là trong cái dân nó có bốn hạng mà cái hạng học trò là đứng hàng đầu đấy. Nhất sĩ nhì nông tam công với tứ thương, tức là thứ nhất là học trò, thứ nhì là nhà nông, thứ ba là cái thợ thầy đó là công đấy, thứ tư mới là người buôn bán là thương. Nhất sĩ nhì nông tam công tứ thương là người ta sắp xếp ở trong dân hữu tứ sĩ vi chi tiên như vậy. Cho nên cái bài luận giải sĩ của Nguyễn Công Trứ á, tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. Cho nên cái kẻ sĩ là cái học trò là đứng đầu à. Cái danh dự của người học trò ngày xưa lớn lắm. Bữa nay đó, cái người học trò mà gặp ông nhà nông là cái ông này hạng sao hả? Vậy mà bây giờ ông ra giấy đối, chữ đối nghĩa, ông này học, ông cài đất mà ông biết cái gì chữ nghĩa, mà ông nhà ông gặp nhà mình mà ông cho ông đố. Thành ra chạm với tự ái của anh học trò. Ông trò nói thì bắt ra, đề đi con trả lời. Đấy.
Thì cái ông nhà nông này ông ra cái đề tài quý vị theo dõi nha. Cái đề tài này ra rồi đó mà anh học trò phải chết tại chỗ đó, đó đi không được, chết luôn. Ông chỉ cây gáo cây bên, ông ra đề tài thế này nè: nhất ngọt sanh lưỡng chi, nhất điểu biên lạc, nhất triệu điểu biên bi. Nhất mộc là một cây, sanh lưỡng chi tức là chi là cái nhánh, một cây sanh hai nhánh, cái cây đó có hai nhánh. Nhất điểu biên lạc, chứ biên là bên, điểu là chim, lạc là vui, một bên có con chim vui nó đậu. Nhất điểu biên bi, một bên này có con chim buồn nó đậu. Đâu cậu học trò đấu là đi, đấu không được thì giải cũng được. Thưa quý vị, một đề tài hóc búa, một đề tài lạ lẫm, rắc rối. Cái gì mà nhất mộc sanh lưỡng chi, rồi nhất điểu biên lạc, nhất điểu biên bi là cái gì? Cậu học trò này dắt óc nặng tim, tìm mãi không hiểu cái vụ gì. Đối không được mà giải cũng không xong. Ngày một trưa đi, thì mãn cái buổi cài rồi. Cái ông nhà nông này đó, ông mới thả bò, thả trâu, ông đi về ăn cơm. Ông nói thôi, nói chơi cậu vậy đó thì không được rồi, thôi đi đi. Chứ không phải tôi nói không được rồi nghỉ đi thi rồi giận lấy bỏ về kỳ lắm. Thì cậu học trò này tức khí lắm. Tức là bị vì mình là người ăn học, xôi kinh nấu sử trong bao nhiêu năm trường mình đi thi. Mà kẻ sĩ là cái người có ăn học, mà bây giờ gặp ông nhà nông này là chân lắm tay bùng. Mà ông ra một cái giấy nói mà giải không được thì còn gì mặt mũi. Cho nên quất khí lắm. Mới nói thưa bác à, con quyết làm sao suy nghĩ tìm lời giải đáp cho được. Còn nếu không là tôi chết tại đây chứ không có đi được. Ông nói vậy đây. Thì lúc đó anh nhà nông này tới giờ đi về. Về nhà cũng khá xa, về ăn cơm rồi ông quên đi. Buổi chiều đó cũng quên đi. Không có nhớ tới vụ học trò trong cây gáo trên đất cái động. Thế sáu bữa sau, sau nghe người ta ở xóm ta nói có một cái thầy ma chết ở dưới gốc cây gáo. Ông thất kinh. Ông nói chả lẽ thằng học trò này nói gì chết thiệt. Ông mới chạy vô. Thì thưa quý vị, chết queo. Bởi vì vừa đói vừa tức khí. Tức khí nó cái khí nghịch lên. Rồi giận quá, rồi tức khí, rồi gió nhập, rồi chết luôn tại đó. Buồn bực, suy nghĩ nát óc, tìm không được. Tức rồi suy nghĩ riết tức riết chết queo. Mà đó là có thật đấy. Thế thì một sinh mạng nằm dưới gốc cây gáo đó, chết một cách oan khúc. Cho nên linh hồn nó không có đầu thai, nó trở thành một con quỷ cái đó. Nó cứ là tạo thành con trốt, nó xây cuốn hoài. Mà hãy có chiều chiều mà có trời âm hoặc là trời chuyển rồi đó, thì cái ngọn gáo nó cứ quần, nó làm kỳ lắm. Mà tất cả trâu bò ấy đó không dám lại gần cây gáo đó, nó cứ nhát hoài. Thì một hôm đó ông Dương Chấn á, ổng là quan nguyên suý của chuyện nhà Tống. Đây là câu chuyện xảy ra đời nhà Tống bên Tàu á. Câu chuyện này tôi đọc ở trong sách lâu lắm rồi, nhưng mà tôi còn nhớ kỹ là ông này tên là Dương Chấn. Thì ông Dương Chấn á, ổng mới kéo quân ngang, ổng tính đi dẹp loạn ở Giặc Liêu. Nhưng mà kéo quân ngang sao tự nhiên con ngựa ổng nó hí. Mà cả một đoàn quân thì ngựa hí cho mình cũng không đi được. Nó dừng lại, tới ngang cái giáo nó được không đi. Ổng mới bắt đầu ổng dòm. Ông bắt đầu đánh tay, bởi vì thường tướng ngày xưa người ta thượng thông thiên văn ngạ đạt địa lý trung quán nhân sự, người tướng người ta giỏi lắm. Bắt đầu ông án phương vị, ông tính một hồi, ông nói ồ, cái chỗ này có một quan hồn ổn tử, chỗ này có một quan hồn ổn tử. Ông mới sai lính trong xóm á, hỏi gì chỗ này nó phải là sẽ án mạng quan ức gì đâu, đem ra ta xử chứ nhất định chỗ này nó có một cái quan hồn. Thì lúc đó đó người ta mới nói là ngày xưa đó có học trò vậy đó. Rồi ông nhà nông này ổng cũng vô tình, ổng đưa ra câu đối vậy đó. Rồi anh này chắc là không được, cái tức khi anh chết rồi tới bây giờ quan hồn nó cứ quẩn quýt vậy đó. Ông Dương Chấn ông thấy nghe ông tội nghiệp. Lúc đó ổng mới xuống ngựa, ổng đến cây gáo, ông vỗ vô cây gáo ba tiếng đấy. Giống như vỗ vào cái lưng của chàng học trò vậy. Ở này anh học trò, chỉ có một câu đối như vậy mà phải chết thì bỏ mạng sao? Ta là đại quan của triều đình kéo quân đi qua đây, thấy quân khúc có người mà động lòng, nghe cái sinh mạng ngươi phải bỏ tại đây làm trắc ẩn lắm. Ta giải cho ngươi nghe, ngươi tiếp nhận lời giải này mà đi đầu thai đi. Thưa quý vị, lúc đó ông Dương Chấn ông mới giải cho anh học trò nghe.
Thôi bây giờ tôi không có nói giải sao, xin mời quý vị yếu giải dùm coi. Tiếp ông học trò sao phải chết vậy? Nhất mộc sanh lưỡng chi là cái gì? Nhất điểu biên lạc, nhất điểu biên bi, ai biết câu 10 điểm? Ai biết? Ai biết giải được cái đề tài này? Có ai không? Có ai giơ tay lên? Có ai biết không quý vị? Tôi không biết nói luôn chứ mất thời giờ lắm phải không? Ông Dương Trấn ông có nói này là học trò à. Nhất mộc sanh lưỡng chi là một cây sanh hai nhánh. Một bên chim vui nó đậu, bên chim buồn nó đậu. Đó là một bên con chim quạ nó đậu. Một bên con chim cú nó đậu. Con chim ụt á, con chim cú á. Bởi vì tại sao con chim quạ là con chim vui, mà tại sao là con chim cú là con chim buồn? Là bởi vì con chim quạ đó, cha mẹ nó già đó, là nó cật lực, nó tìm màu, nó tha màu gì, nó nuôi cha mẹ nó chăm chút lắm. Cho nên khi nó già rồi đó, nó vui lắm, nó biết rồi con của nó sẽ tha màu gì nuôi nó, cho nên đó là con chim vui, đó là con chim quạ đâu. Còn ở bên đây là con chim buồn đó, con chim cú trái lại, cha mẹ nó già rồi nó mổ vui mắt cho không thấy đường rồi, tôi đau đến tôi chết rồi, tôi phức được cho rồi bắt công nuôi. Thành ra cho nên khi nó già rồi nó buồn lắm, nó biết rồi con nó sẽ mổ mắt nó rồi bỏ đói nó chết. Đấy là con chim cú. Câu chuyện câu dế đối của nhà nông mà nói cho cậu đó là ông nhà nông muốn dạy cậu về một đạo hiếu mà thôi. Bởi vì trong sách Minh Tâm có ghi rằng hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi, bất tính đảng kháng thềm đầu thủy, điểm điểm trích trích bất sai di. Đấy là một cái đề tài chữ hiếu mà thôi. Tức là nếu con mà có hiếu với cha mẹ thì nữa sinh con ra nó có hiếu lại. Còn con mà bất hiếu với cha mẹ thì sinh con ra nữa nó bất hiếu lại. Đó là nhân quả. Giống như giọt, không tin đó hả, hãy ngó giọt nước ở mái nhà đó, giọt trước nhỏ sau thì giọt sau nó nhỏ vậy. Khi mà ông giảng đó rồi tự nhiên con chốt nó mất tiêu quý vị. Và từ đó về sau cái quan hồn bổn tử nó không còn nữa. Câu chuyện mà tôi kể quý vị nghe là một giấy đối chữ đó, đến đây xin kết thúc. Bây giờ ở dưới có câu hỏi gì nêu lên, nhớ không? Bây giờ ai về kể là con cháu nghe câu chuyện có nhớ kể không? Chắc quên trơn cái gì không, chữ nhỏ tùm lum ta la nhất bọc lưỡi chi gì không nhớ được. Đến đây chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể chư đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật.